Hello, xin chào tất cả ha. Chào mừng, mình là Nay đây và hôm nay là mình đang trong tự em Tubi nha mày. Gì vậy? Gì bạn này lên cấp liên tục ghê hả? Áo vậy thôi. Thì clip này là mình sẽ chỉ cho các bạn tất cả vị trí của tất cả thanh kiếm trong tự game Tubi nha bạn, và mình sẽ cho bạn thấy được cái chiêu thức luôn của tất cả thanh kiếm vậy á. Bạn đó nói là anh làm một clip mà hướng dẫn mua tất cả thanh kiếm đi. Đấy. Không phải tất cả thanh kiếm mà là vị trí á bạn, đúng không? Vị trí, và sẵn là mình sẽ show tất cả chiêu của tất cả kiếm cho bạn xem luôn. Đấy, thì mình mua chỗ nào thì mình sẽ show cho bạn chiêu chỗ đó luôn, cho các bạn dễ hình dung nha bạn. Rồi, thì đầu tiên ở Tân Thủ nha bạn, Tân Thủ nè, thì cái chỗ mua ngay đây, thì các bạn biết hai chỗ này á là chỗ mua trái quỷ rồi đúng không, nên không yên tâm nha. Đây, cái chỗ mua kiếm ở đây nữa bạn. Rồi, các bạn lít vô cho mình. Đây là cái katana bình thường nha bạn, dành cho tất cả Tân Thủ luôn, katana cùi á. Đấy, dành cho tất cả Tân Thủ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra cho bạn xem nha, cái katana bình thường nó nằm ở đâu trong này. Đây như cái này nữa bạn. Đây nhiều lắm bạn, bây giờ trong show kho mình rất là nhiều luôn đó. Đây là cái katana bình thường nha bạn. Đó, đấy, katana bình thường. Rồi, chiêu e đúng nha bạn, quẹt đó. Ui, hơi bị xịn nha bạn, đừng có đùa với katana bình thường nha. Chiêu cũng gọi là xịn sò đó, chứ không có đùa với katana nha bạn. Đây, thử vô quá cho bạn xem nha. Đấy, thử đam đây, chiêu piu gì không có máu luôn vậy. À, năm máu bạn ơi, năm máu nha. Đấy, rồi, thì đầu tiên ở đó chính là katana nha bạn. Rồi, bây giờ tiếp theo, chỗ tiếp theo mình muốn cho bạn thấy đó chính là trên đảo trời nha các bạn. Đấy, là mình nói chung là mình sẽ đi từng đảo luôn cho bạn thấy luôn nha. Rồi, tiếp theo đảo trời cho mình nha, thì theo level luôn nha mày. Hình như là các bạn farm ở đảo Tân Thủ nè, đảo tuyết, xong lên đảo trời các bạn, xong mới xuống đảo cây hay sao ấy. Để đảo cây con boss thì mạnh luôn nha mày. Mình không có nhớ là con boss chú trời Ino này hay là con boss đảo cây mạnh hơn nữa, không biết cây nào mạnh hơn các bạn. Ô, có rương nè, ngon lắm. Đấy, 800 vàng liền, ngon. Ôi, từ ai trên đây thu ấy. Ai không lên đường như mày, hình như là NPC thôi bạn ơi, không có lên nó đứng được, là NPC thôi. Rồi, trên đảo trời thì các bạn thấy nha, có hai chỗ, một chỗ bán cây bole V2 đó, bole V2 nè. Còn chỗ này là cây bô lê bình thường nha bạn. Đấy, có cả bô lê bình thường và bô lê V2 luôn. Đấy, còn một bô lê nè. Đây, còn một bô lê. Rồi, lấy bô lê ra cho bạn xem luôn nha. Đó, đây là cái bô lê nha bạn. Rồi, giờ coi chiêu thức nha. Gì chướng ra một cái điện đúng. Chướng ra một cái điện vậy thôi hả? Bữa vậy. Đấy, thì hầu hết như là đều 5 đam nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì mình không có nâng điểm vô điểm kiếm á nha các bạn. Nên tất cả điểm sẽ ngang nhau các bạn, tất cả chiêu của điểm chiêu đam của kiếm ấy sẽ ngang nhau nha các bạn. Trừ khi mình nâng lên đam thêm thôi mới biết được cái lượng đam nha các bạn. Đó, hầu hết như là 5 đam đúng không? Đó, mình biết mà. Hầu hết như là 5 đam mà. Trừ khi mà các bạn phải nâng cái điểm kiếm lên đó các bạn, thì các bạn mới biết lượng đam khác biệt nha. Rồi, bô level V2 100.000. Rồi, cộng bô level V2 vô. Đây, bộ level V2 để xem như thế nào nhé bạn. Đó, cái bộ level V2 nhìn cũng xịn sò phết chứ đúng không bạn, thấy không? Đó. Xịn phết đấy chứ. Rồi, chiêu này tới 2 chiêu nhé bạn. Ôi, thả đám mây và rớt xuống đó bạn. Và chiêu R quăng ra một cái đầu rồng đó bạn. Cái đám mây này nhìn mắc cười quá trời, nhìn rỉ nhìn rỉ điện xuống là đúng bự luôn bạn ơi. Đây, rồi cho bạn thấy nha, đây nè, thấy chiêu ở bao 175 đam nhá bạn. Đấy, ôi là từ 175 đam là quái quánh như mình thấy vậy từ nha. À, quái quánh như mình mày ơi, có 5 đam mà. Chiêu R này nhiêu cũng 5 đam nhá bạn, tất cả đều 5 đam nha. Không có gì mà mới hết nha các bạn. Rồi, qua đảo tiếp theo nha. Đấy, vị trí trên là nãy giờ là 3 thanh kiếm rồi đúng không, thì mình sẽ không gọi là không có nhớ tất cả cái vị trí đâu nhá bạn. Mình nhớ những chỗ nào đang bán ấy, đấy thì mình sẽ mua cho bạn xem hết luôn. Còn mà những chỗ mà giống như là giấu các bạn, hay là đánh boss drop ra nhá bạn, đánh boss cũng có drop ra nhá bạn, nên những cái đó thì mình sẽ không tính nha. Đấy, mình chỉ tính cái nào mà có thể mua được bằng tiền á, bằng vàng nha các bạn, chứ mình không tính là boss drop hay là mua trong cái shop trong này nha các bạn. Đây nè, hay là mua shop trong này đâu nha. Đấy, các bạn sẽ trừ ra hết cho mình nha. Với lại hiện tại là bây giờ mình đang ăn cái trái BK này rồi bạn ơi, là mình không có thể nào mà mình farm game được để cho các bạn trái quỷ đâu nha, thật sự luôn. Đấy, tại vì mấy cái trái này đánh vô biển yếu lắm các bạn ơi, thật sự luôn. Bây giờ mình không có trái Dragon lại. Ồ, biết thế, hôm bữa là mình đã lấy một cái ạc khác mình ăn mà review cho bạn đúng không?
Thì mình ăn mà ạt chín chi, giờ mình mất trái Dragon rồi, mình không có thể nào mà có Dragon lại luôn ấy. Rồi bên đảo đảo cây á bạn, ở đảo cây đảo khỉ ấy, đảo cây á thì á ở đây tôi bán tới ba cây luôn nhé bạn, ngoài hôm nay ba cây luôn. Đầu tiên là Bisento đó, thứ hai là Yoru và thứ ba là Saber, ba cây luôn nhé bạn. Hình như Saber này mình chưa mua nè, à mua rồi, vậy là mình có hết rồi nhé bạn. Rồi sẽ review chiêu cho bạn luôn. Đầu tiên nè, đây Bisento nha, đó đây là Bisento nhé bạn. Rồi đánh chiêu hư đó, trưởng đúng một đường ra nhé bạn. Đấy Bisento kiếm trong này không có nhiều chiêu lắm nhé bạn, kiếm trong này admin làm chiêu vừa đủ à. Rồi tiếp theo Yoru đắc play, đây tướng đứng hơi ngầu nhé bạn. Rồi e ô r, trời ơi giỡn mà các bạn ấy. Mặc dù chiêu ra hơi chậm nhé bạn, hơi chậm nhé, giống như là hơi lắc lắc lắc, nhưng mà chiêu cũng gọi là cái gì phết đó chứ, hình như cũng 5 đam đúng không ta, tại hầu hết nhiều điều 5 đam mấy bạn ơi. À đảo khỉ máu, đảo khỉ ít hơn nha các bạn, đó bạn thấy nha, là các bạn farm đảo khỉ xong mới lên đảo trời nha các bạn. À vậy là các bạn phải farm đảo khỉ xong mới lên đảo trời, chứ không có lên từ đảo trời trước mới xuống đảo khỉ đâu nha các bạn. Đấy rồi Yoru, rồi cuối cùng đó chính là Saber, Saber nha, đây Saber, lấy Saber ra Red Sword đó của săn tóc đỏ nha mày. Ủa Saber này làm dài vậy, ủa từ cái này phải Saber đâu, cái này là cây Sandai Kitetsu mà, Saber phải là cây này nè đó gì sa đúng không, phải không, đúng rồi bạn ơi, cây này nè đó, đúng rồi đó Saber đó. Rồi bây giờ Saber cũng hai chiêu luôn nhé bạn, thử tranh thủ bạn ơi, tranh thủ 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 mới được, tranh thủ mới được. Đây cái chữ Boss Spam đó là chỉ bên râu trắng nha bạn, chỉ râu trắng ở bên đảo Marineford thôi nha, và chắc chắn là mình sẽ nghĩ là mình sẽ không đủ đam đó các bạn, tại vì một bạn một cái trái rồng thôi là bạn nó có thể kết được. Như mình nói đó, trong tựa game 2B này chỉ có đúng một người duy nhất ăn được boss và được game thôi nhớ bạn, còn lại là không ai được hết nha, nên mình sẽ không biết là mình có đủ đam hay là có thể ăn được con boss râu trắng này không nữa đó em nè. Đó thì ta chỉ còn một bạn sẽ trái rồng một trái gọi là mạnh hơn trái Pika này một xíu, các bạn có đam một xíu thôi là mình sẽ mất hết tất cả như vậy. Rồi mình không biết là mấy bạn kia có thấy cái dòng chữ hồi nãy không, mong là sẽ không thấy, nhưng mà không thấy là mình sẽ lụm râu trắng cho các bạn xem nhá. Đây đó, đó là boss râu trắng nha các bạn, đó các bạn thấy nha, đây là boss râu trắng nha. Ủa bạn nó xảy ra Phượng Hoàng luôn hả, rồi xong mình rồi, Phượng Hoàng là mình không biết mình đủ đam luôn hay không á. Đó nó chịu cái là một khúc máu, bạn thấy chưa, đó vậy ta thấy nha, đấy mấy cái trái mà gọi là đam mà gọi là chỉ cần hơi Pika thôi là mình sẽ không được ăn đâu đó, thấy chưa, đam đam của mình không có to nhưng mà Pika đam yếu lắm thực sự. Chiêu 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 trời ơi, mà nhìn đam Pika không biết chừng nào mới ăn được luôn á, thật sự luôn á, không có trái đồng bây giờ là mình không có gọi là dám ăn được con boss nào vậy. Ôi 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 ôi, đó bạn này ăn chắc rồi, mình nghĩ là bạn này ăn chắc luôn ấy. Đấy tại Phượng Hoàng đam cũng khá là to nha bạn, Phượng Hoàng hình như là cũng mắc hơn cả Blue Watch với lại mấy cái 750 á bạn. Đấy rồi, bạn này ăn chắc rồi chứ Pika mình không có đam. Đấy rồi 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 rồi, khà 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 khà, ăn ăn nó no! Không bắt được vậy chứ, khó lắm, khó rồi, thôi xong rồi đó biết ngay mà. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục vị trí kiếm cho bạn thấy nha. Bây giờ là hình kiếm tiếp theo đó chính là bên đảo của Kaido nhé bạn. Ô gì Onigashima các bạn, đúng không ta, Oginanishima gì đó, mình không có đọc đúng hay không nữa, nhưng mà đó các bạn bay qua đây cho mình. Bên này sẽ có chỗ bán ba thanh kiếm luôn nha các bạn, ba thanh kiếm luôn cho bạn thấy nha. Đấy rồi rồi, bay qua bển cho bạn xem nha. Thôi đó, rồi đây là ba thanh kiếm nha. Đầu tiên á đó, à lộn, cái này không phải nha bạn, cái Rokushiki này là cái melee á, melee thì mình để clip sau đi ha. Đó cái melee có thu mình đó bạn, của CP9 á thì mình nghĩ để clip sau đi. Còn bây giờ là hai thanh kiếm này nha, đây Gravity nè, Gravity Play 1 triệu nè, ấy à, 1 triệu á, và Dog Spear hôm bữa là mình đã review cho bạn đúng không, hãy bây giờ review lại cho bạn xem luôn cũng được. Rồi Dog Spear, Dog Spear nằm ở đâu vậy, đây Dog Spear, đây cây này của Katakuri á bạn, đó cây của Katakuri
Rồi chiêu nha. Một nè, hai nè, hết. Cái chiêu này không khác gì mochi luôn mày. Tự nhiên thêm một cái trái mochi vô cây kiếm nữa là sao ta? Rồi để coi Gravity có được thả thiên thạch hay không nhé. Gì đúng một chiêu vậy? E combo. Trời ơi. giả như vậy. Đấy, Gravity trong này là cầm cái kiếm giả vậy thôi đó. Đấy, rồi. Tiếp theo vị trí cuối cùng nha bạn, vị trí cuối cùng mà mình biết á là cũng có như là ba thanh kiếm luôn. Rồi nhớ bạn, vị trí cuối cùng á các bạn bay tới cái chỗ đảo người cá dưới nước cho mình nha. Đó chính là vị trí mà bán vũ khí cuối cùng nhớ bạn, đây. Ở dưới nè, đây một cái bục đảo dưới đây là các bạn chỉ cần tới nói chuyện là các bạn sẽ được xuống cái đảo người cá rồi nha. Là xong. Là tất cả thanh kiếm các bạn mua được mình đã review cho bạn thấy hết nha. Đây. Bay tới và see top here. Đó, nói chuyện với ông sẽ đưa các bạn xuống dưới. Accept. Đó. Đây. Vừa xuống là các bạn sẽ thấy liền các bạn thấy chưa? Đó, một cái mele và một thanh kiếm nè các bạn. Đây, cây kiếm này nè các bạn, chi đình nè. Đấy, cái này cũng một mờ luôn nha các bạn, không có đùa đâu nha. Mắc lắm đấy. Đây, một mờ chi đình. Rồi, cái cây chi đình nằm ở đâu vậy? Đây, cái chi đình nè các bạn. Đó. Ôi không khác gì bộ level 2 nha các bạn. Mình thấy không khác gì bộ level 2 luôn á. Chiêu là trưởng ra bụi cây. Hết rồi đó bạn. Nhưng mà sao mình không thấy khác gì cái bộ level 2 đó. Hình như bộ level 2 bộ level 2 thì có bộ lê các bạn, thì có mấy cái rằng ri, mấy cái gọi là cái xung quanh đẹp hơn các bạn. Còn cái chi đình này là nó dễ hơn. Đó phải chưa? Đó cái đình 3. Cái kia cũng vậy luôn nhưng mà giống như là dễ chi tiết hơn các bạn. Thế là vậy. Rồi. Ủa giờ Pika đâu? Pika mình đâu? Mất cái Pika lắm rồi. Giống hỏi gì xét. Rồi. Thôi mình nghĩ là cái túi lên đây nha. Thì clip này là mình đã cho bạn thấy được tất cả cái vị trí bán của vũ khí trong tựa game 2B và mình đã show chiêu hết cho bạn thấy luôn rồi nhớ bạn, tất cả chiêu thức luôn rồi nha. Rồi, thì các bạn nào thấy hay á thì bấm cho mình một like và subscribe cho mình nha. Để mình có động lực những clip hay nữa ha và nhớ ủng hộ shop chúng mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều, cô Gia Thi. Bye bye. Ấy dạ, đừng có xem chùa nữa đó mà. Hãy bấm một like, một subscribe đi để giúp cho mình được 150k sub nào mấy ngộ ơi. Trời ơi.